nam và nữ là chuyện bình thường, cho nên quý vị khán giả không có gì là ngạc nhiên. Tập trung theo dõi hai ông đôi chuẩn bị thi đấu. Ngon này chú Tiến bỏ sót. Phải nói rằng đây là sự mạnh dạn của vận động viên nữ trước khán giả của quý vận viên. Bảo các anh thua đi, tối nay em gặp riêng anh. Hoàn tất đầu tiên, nam và nữ, ông bà nữ khổ bỏ giữ, ông bà nam sở tại theo. Mời quý vị khán giả nhiệt liệt của quý vận viên. Con này cao thủ lắm.